trên hàng phố bâng khuâng. Chiều đông đưa những bước chân đau mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình. Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ, phố vẫn hoang vu từ lúc em đi. Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em quên. Tình trong cơn ngủ mê rồi phai trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về mộng thành mây bay đi. Còn gì trên đôi tay nên thầm hơn dối mình, cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta gần nhau còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình mãi gọi thầm tên test cặp loa Tainos Canterbury 12. Thì cặp này em về em đã quay chi tiết cho anh em rồi, thì hôm nay mới tranh thủ để test để anh em nghe thử cái Canter 12 nó như thế nào. Thì đây là bản đầu tiên ha, test cho anh em nghe. Đấy, ghép cùng với con Amplia Acufay E470 full thùng shop đẹp keng, giá là 117 triệu ha. Và đầu nguồn phát đó là con CD Acufay DB400 cũng vừa thùng shop. Cặp loa thì đang có mức giá là 155 triệu tại shop em, và giá là bao ship cho anh em. Canter 12 siêu đẹp đó anh em nha. Thì hôm nay thì hết dây rồi, hết cái dây nào để ghép được, em lấy tạm cái dây 950.000 đấy anh em nha.
ghép cho anh em. Còn dây tín hiệu em đang ghép cọc 35 3T của mắt nùm mk 2, à em xin lỗi, của Panasonic nhé. Đấy ha, không có ghép cái dây gì cao cấp cả. Đấy. Rất là trong trẻo và chi tiết. Bản thứ hai này em test một cái bài trống có độ động cao, và anh em nghe cái tiếng bass, mặc dù em đã có bass 30 thôi nhưng mà tiếng bass nó sâu và nó dày sâu thâm thẳm, bass rất là sâu và không bị quỳ, rất là phê anh em nghe ha. Mới ghép với 470 thôi. Đấy. Đấy, quá phê luôn anh em. Đấy. Em thấy chưa? À, Canter 12. Anh em nói là tay noi ghép không bát. Đây, bát rất phê, rất sâu, thâm hẳm. Và mới chỉ có cái cặp dây loa rẻ tiền 950 ngàn thôi. À, không phải là dây gì cao cấp anh em nha. Chuyển qua bản số 3 đây.
rất là phê ha. Rồi tới đây thì em cũng xin tạm dừng clip test giữa cặp tay đôi Canterbury 12 và con Amplia Acouphe E470 nha. Và em xin báo giá lại một lần nữa để trước khi kết thúc clip anh em nào có nhu cầu alo ngay cho em. Cặp loa có mức giá 155 triệu ha, loa siêu đẹp và giá là bao ship với chuẩn đủ cho em. Con Amplia Acouphe E470 full thùng shop đẹp ken không tì vết như mới, giá là 117 triệu anh em nha. Đấy, anh em nào yêu sản phẩm nào hãy alo ngay cho em nha. Và giá là bao ship nếu chuyển khoản đủ, ship cọc 20% em không bao. Dạ, xin cảm ơn.